Hoàng Vĩnh và Phương Nguyên xin kính chào quý khán giả của chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ thứ sáu, phát lại lúc 15 giờ 50 phút ngày hôm sau trên đài phát thanh và truyền hình Bạc Liêu. Chương trình hôm nay sẽ có: Bạc Liêu mang lại thu nhập khá nhờ trồng màu trên bờ vuông; liên kết chuỗi nâng cao giá trị thương hiệu tôm; thủy sản tăng trưởng ổn định nhờ khoa học công nghệ; chuyển đổi cây trồng, nông dân trẻ khấm khá nhờ vườn sơ ri; làm thế nào để tăng tốc độ lột xác của tôm. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là các thông tin về nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh vừa được cập nhật. Hiện nay, mô hình trên trồng màu dưới trồng lúa nuôi tôm cá đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân vùng chuyển đổi, nhất là hai huyện Phước Long và Hồng Dân. Bên cạnh đó, lợi ích từ việc trồng màu cũng được ngành chuyên môn đánh giá là mô hình sản xuất xanh, ứng phó tốt với dịch hại bằng phương pháp sinh học. Không phải là nghề chính, nhưng mô hình trồng màu trên bờ đất vuông tôm của nông dân vùng chuyển đổi lại mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Thay vì chỉ để làm lối đi, để trống cho cỏ dại mọc, người dân tận dụng tối đa diện tích đất trên bờ vuông trồng các loại rau màu để có thêm thu nhập. Các loại rau màu được nông dân trồng chủ yếu là bầu, bí rợ, mướp, khổ qua, dưa hấu. Nhiều hộ dân cho biết, việc trồng rau màu trên bờ đất vuông tôm cũng giống như trồng màu trên rẫy, nhưng chi phí và công chăm sóc nhẹ hơn. Bởi bờ vuông có nhiều phân hữu cơ tự nhiên do lớp bùn sên từ đáy ao vuông tôm và cỏ dại mục. Vì vậy, khi trồng các loại rau màu, nông dân ít dùng phân bón, sâu bệnh cũng ít hơn. Khi đến kỳ thu hoạch, nông dân sẽ tự đem sản phẩm ra chợ bỏ mối hoặc bán trực tiếp nên được giá hơn. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, từ đầu năm đến nay, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt gần 275.000 tấn, đạt trên 70% kế hoạch năm, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm tăng khá cao, trên 180.000 tấn. Thời gian qua, nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh được triển khai mở rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi tôm thẻ siêu thâm canh, mô hình nuôi tôm hai giai đoạn, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp, mô hình nuôi tôm lúa trên địa bàn đạt hiệu quả cao, đã góp phần gia tăng sản lượng nuôi trồng của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt gần 275.000 tấn, đạt trên 70% kế hoạch năm, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm tăng khá cao, trên 180.000 tấn. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, tuy sản lượng có tăng, nhưng giá đầu ra của các mặt hàng thủy sản, nhất là giá tôm nguyên liệu giảm, làm ảnh hưởng đến giá trị gia tăng của mặt hàng này, đồng thời gây tâm lý e ngại cho doanh nghiệp, người dân khi mở rộng sản xuất. Thưa quý vị, để tôm Việt khẳng định thương hiệu và đủ lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thì việc liên kết chuỗi hoặc khép kín toàn bộ quy trình sản xuất để kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó cũng chính là chìa khóa để góp phần nâng giá trị cho con tôm Việt khi xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Hiện nay, Bạc Liêu đã có một số đơn vị tiên phong thực hiện khá tốt chuỗi liên kết này, trong đó có việc liên kết bao tiêu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế. Hiện nay, Bạc Liêu có hơn 1.000 hecta thực hiện liên kết chuỗi, đạt tiêu chuẩn quốc tế như Global Gap, ASC, Organic, Natural Land. Liên kết sản xuất chuỗi cũng mang nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bởi với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường về vùng nuôi, chất lượng nguồn nguyên liệu, các tác động hoạt động nuôi đến môi trường đã đặt doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu tôm vào thế phải liên kết với nông dân để quản lý được chất lượng tôm thương phẩm, xây dựng đạt những tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi hình thành được vùng liên kết sản xuất theo quy trình kỹ thuật cao, sản phẩm của chính doanh nghiệp liên kết với nông dân sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường. So với bên ngoài thì nó cũng tương đối thôi, nhưng mà nó lại có một cái là hết sức là bền vững. Cái thứ nhất là cái đầu ra là nó ổn định, không ép giá. Cái thứ hai nữa là khoa học kỹ thuật đưa vào, rồi là vi sinh là công ty cho, rồi hàng năm là công ty cũng có cho giống cho bà con. Song song với việc thực hiện liên kết chuỗi sản xuất, khép kín toàn chuỗi giá trị ngành tôm trên địa bàn tỉnh, được tập đoàn Việt Úc triển khai cũng tạo ra một lợi thế không nhỏ cho Bạc Liêu. Bởi với quy mô khá lớn khoảng 10 hecta, vị trí nhà máy nằm cạnh khu sản xuất giống và khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, đảm bảo tốt nhất về độ tươi sống, an toàn dịch bệnh của tôm trong quá trình vận chuyển đến nhà máy. Đầu vào cho nhà máy sẽ là sản phẩm tôm được nuôi theo quy trình sạch, truy xuất nguồn gốc, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu từ các thị trường khó tính nhất. Việt Úc khép kín chuỗi giá trị ngành tôm là nâng cao con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Đầu tư nhà máy công tự động trên 7%,
để mục đích cho ra con tôm hoàn hảo, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng đến cao nhất cho tới thị trường quốc tế. Bạc Liêu có sản lượng tôm thương phẩm nằm ở top đầu cả nước, thế nhưng nhà máy chế biến lại rất hạn chế, quy mô phần lớn là nhỏ lẻ, gia công nên chỉ sử dụng khoảng 50% nguyên liệu tôm của tỉnh. Đây là một trong những điều đáng buồn của ngành tôm Bạc Liêu khi không thể gia tăng được giá trị cho tôm thương phẩm. Khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên kết sản xuất với người nuôi tôm, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đầu tư công nghiệp chế biến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế là hướng đi quan trọng được tỉnh phát triển. Bên cạnh đó là tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp thủy sản đến Bạc Liêu đầu tư, phát triển. Nếu như mà doanh nghiệp nào ở Bạc Liêu mà được như thế đó, chúng ta hợp tác lại, chúng ta mở nhà máy nào thêm nữa đó, nhiều nhà máy thêm nữa như vậy thì tôi thấy nghĩ rằng giá trị con tôm Bạc Liêu mới cao hơn chứ không phải chúng ta xuất bằng con tôm bình thường. Cuối năm 2023 và dự kiến đến năm 2024, xuất khẩu tôm của Việt Nam nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh mạnh hơn với Ecuador và Ấn Độ. Nhất là giá tôm nhập khẩu trên thị trường thế giới giảm và thấp hơn giá tôm nguyên liệu trong nước sẽ gây trở ngại không nhỏ cho ngành xuất khẩu tôm. Vì vậy, liên kết chuỗi để khẳng định thương hiệu tôm Việt sẽ là một trong những bước đi quan trọng tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm tôm phổ thông nhằm nâng cao giá trị cũng như gia tăng thêm cơ hội cho sản phẩm tôm Việt trên thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, những năm gần đây, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU tại Bạc Liêu đã được hình thành và đưa vào nề nếp. Pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp đã được ngư dân nắm rõ, từ đó luôn thực hiện đầy đủ và nỗ lực. Theo ghi nhận thì thời gian qua, bất cứ tàu cá nào ra vào cửa biển ở tỉnh Bạc Liêu, ngư dân đều liên hệ cảng cá Gành Hào hoặc biên phòng cửa biển Nhà Mát để trình kiểm tra nhật ký khai thác, ghi nhận sản lượng, chủng loại hải sản đã đánh bắt. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, địa phương hiện có hơn 2.300 tàu cá, trong đó có hơn 125 tàu có công suất máy từ 90 mã lực trở lên đánh bắt xa bờ, đem lại nguồn giá trị thủy sản lớn. Bên cạnh sự chuyển biến lớn trong ý thức của ngư dân như hiện nay, chính quyền tỉnh cũng có nhiều nỗ lực trong nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ông Nguyễn Hoàng Xuân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh luôn giám sát thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện đúng luật thủy sản năm 2017 và giải pháp chống khai thác IUU do Chính phủ và Trung ương chỉ đạo giao cho địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra, kiểm tra và kiểm soát hoạt động khai thác trên các vùng biển, làm tốt công tác quản lý người, phương tiện trước khi xuất nhập bến, đảm bảo các tàu cá ra khơi có đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn kỹ thuật, lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, thành lập tổ tàu thuyền an toàn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khai thác IUU. Tiếp theo trong phần sau. Thủy sản tăng trưởng ổn định nhờ khoa học công nghệ. Chuyển đổi cây trồng, nông dân trẻ khấm khá nhờ vườn sơ ri. Tiếp tục chương trình với các thông tin về nông nghiệp thủy sản đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tiến bộ kỹ thuật công nghệ lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành thủy sản những năm qua có tốc độ tăng trưởng ổn định từ 4,5 đến 5%, một phần nhờ sự đóng góp của khoa học công nghệ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành thủy sản hơn 70 năm đã trải qua nhiều thời kỳ, nhưng tất cả đã cùng tạo dựng nên một ngành ấn tượng, chưa bao giờ có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ như hiện nay. Đây là khung pháp lý tạo môi trường thuận lợi, huy động các nguồn lực để phát triển ngành. Thứ trưởng nhấn mạnh, nước ta có diện tích nuôi tôm là 750.000 ha, sản lượng đạt hơn 1,04 triệu tấn, diện tích cá tra khoảng 4.600 ha, sản lượng gần 1,6 triệu tấn, xuất khẩu 2,46 tỷ đô la Mỹ, năng suất đứng đầu thế giới, trình độ tương đương với Hoa Kỳ. Còn về xuất khẩu, đến hết tháng 9 năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 6,67 tỷ đô la Mỹ. Tất nhiên, vẫn còn giảm nhưng bước sang tháng 10 đã khởi động tốt, đơn hàng đã tăng. Đạt được những kết quả khả quan như vậy, phải khẳng định có sự đóng góp rất lớn của khoa học công nghệ.
Dịch tả heo châu Phi xảy ra cách đây hơn 100 năm và Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới nghiên cứu ra vaccine phòng ngừa. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, công ty cổ phần Avac Việt Nam và các đối tác quốc tế vừa chính thức ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi sang 5 quốc gia. Theo đó, công ty cổ phần Avac Việt Nam và các đối tác từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Myanmar đã ký hợp đồng phân phối sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi Avac. Ông Vũ Tiến Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn RTD, công ty mẹ của công ty cổ phần Avac Việt Nam cho biết, tập đoàn đã đầu tư khoảng 20 triệu đô la Mỹ, tương đương 450 tỷ đồng cho việc nghiên cứu phát triển vaccine Avac. Trong thời gian tới, RTD sẽ nghiên cứu hoàn thiện để vaccine có thể tiêm cho các đối tượng khác như heo giống, heo nái. Còn theo ông Nguyễn Giang Điệp, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Avac Việt Nam, vaccine của công ty cần thiết cho chăn nuôi nông hộ và quy mô vừa, nhỏ, mô hình khá phổ biến ở Việt Nam và 5 quốc gia đối tác. Công ty sẽ tiếp tục cải tiến để sản phẩm có dòng đời dài hơn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch tễ diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, dù tuổi còn rất trẻ, nhưng nông dân này có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, tận dụng vùng đất chợ mới tỉnh An Giang thích nghi với cây sơ ri, nên nhiều năm qua, anh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo ghi nhận, với cách làm sáng tạo, vườn sơ ri triệu quả đem lại năng suất cao, góp phần cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, triển vọng cho mô hình kinh tế hộ. Hiện diện tích trên đất cù lao hơn 20 năm, sơ ri là một trong những loại cây trồng đang được nhiều nông dân chợ mới lựa chọn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng bởi nhẹ công chăm sóc cho thu nhập quanh năm, có nơi tiêu thụ. Anh Dương Thành Công, một nông dân ở ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, trồng 2.000 m2 với 80 gốc sơ ri, thay thế đất trồng rẫy và cách xử lý trái rất linh động suốt 5 năm qua, giúp gia đình anh thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hộ. Dùng đất chỗ khác trồng cái gì đó, cái màu sắc nó không đẹp, bằng cái vùng đất đây. Đây thì nó thích hợp dùng đất cồn nè. Là nguyên xã đây cũng ít người trồng, bạn hàng ta mua người ta cũng phải lựa những giống là tốt, trái to, màu sắc đẹp, người ta mới tiêu dùng. Sơ ri là loại cây dễ trồng nhưng đòi hỏi người trồng cũng có kỹ thuật, thu hoạch trái liên tục khoảng 5 đến 6 lần trong một năm. Với anh Công, tính năng động, dám nghĩ, dám làm nên đã thành công và thu lợi đáng kể từ cây sơ ri cho trái đẹp, năng suất cao. Để đạt năng suất, anh Công cho dương độ cao vừa phải, mật độ 2m một cây, kết thành giàn đang xen nhau để dễ chăm sóc và thu hoạch. Với cách làm này, cây phát triển tốt, triệu quả, trái to, sáng đẹp. Công nhánh xong là mình bón phân xong rồi phẳng đây cho cây nó khô lá, xanh lá, mình mới dùng thuốc mình xử lý cho kích cái bông. Ăn cái công kia là mình công nhánh công này là vừa đứt kia là có này bẻ liên tiếp lại. Cái vừa sơ ri của chú làm là các loại con cái là vườn của chú là để nó chỉ bò chứ không có để mà cho cây thẳng. Mình đứng rất là bẻ, rất là thoải mái. Nó mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mỗi ngày mỗi bẻ thì thu nhập một ngày thì cũng khoảng cỡ 100 hoặc 200 kg. Mô hình nó rất là độc đáo tại vì chưa từng thấy cái mô hình của vườn sơ ri nào như vườn sơ ri này. Nếu so với các loại cây ăn trái khác thì giá trị kinh tế của cây sơ ri không cao. Tuy nhiên, loại cây trồng này chịu được môi trường khắc nghiệt như khô hạn, ngập úng hay đất nghèo chất dinh dưỡng, có tuổi thọ cao và cho trái quanh năm, ít vốn đầu tư, ít công chăm sóc. Nên từ khi chuyển đổi canh tác, cuộc sống của anh Dương Thành Công đã cải thiện hơn bởi trái sơ ri luôn ổn định đầu ra, bán được giá cao nhờ trái to và sạch. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, đến cuối tháng 10 này, nông dân chuyên nuôi cá lóc trong tỉnh đã thu hoạch tổng sản lượng hơn 49.830 tấn cá lóc thương phẩm, tăng hơn 3.900 tấn so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá cá lóc từ đầu năm đến nay luôn ổn định ở mức từ 40 cho tới 45.000 đồng một ký, nông dân nuôi cá thu lãi từ 40 đến 50 triệu đồng trên 1 hecta trên một vụ. Ông Quỳnh Giang Thảo, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương có diện tích nuôi cá lóc nhiều nhất tỉnh. Toàn huyện có diện tích nuôi cá lóc 2 vụ trong năm hơn 450 hectare, chiếm 80% diện tích nuôi cá lóc toàn tỉnh. Hiện tại, nông dân nuôi cá trong huyện đã tái vụ nuôi thứ hai để thu hoạch phục vụ cho nhu cầu thị trường vào cuối năm. Theo đánh giá, hầu hết nông dân chuyên nuôi cá lóc đã đúc kết được kinh nghiệm qua nhiều năm, nên không nuôi theo phương pháp thăm canh, không có bố trí hệ thống ao đúng quy trình kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nước ao nuôi, dễ phát sinh dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt cao, cá chậm phát triển. Bình quân nuôi cá lóc khoảng 4 tháng,
cá đạt trọng lượng từ 0,7 đến 1 kg một con. Chi phí đầu tư từ con giống, thức ăn mất khoảng 30.000 đồng một kg cá thương phẩm. Tính đến cuối tháng 10 vừa qua, nông dân trong tỉnh Trà Vinh đã thả nuôi cá lóc tổng diện tích 488 hectare, tăng hơn 40 hectare so với cùng kỳ. Hiện giá cá lóc ở thị trường được thương lái thu mua ở mức 37.000 đồng đến 39.000 đồng một ký, giảm bình quân 2.000 đồng một ký so với tuần trước. Chuyển sang các thông tin quốc tế, chính phủ Ấn Độ vừa cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng, không phải giống Basmati, đến nhiều quốc gia, trong đó bao gồm Malaysia và Philippines. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng không phải giống Basmati đến Nepal, Cameroon, bờ biển Nga, Guinea, Malaysia, Philippines và quần đảo Seychelles. Theo thông báo ngày 18 tháng 10 của Tổng cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu gạo không phải giống Basmati được phép thực hiện thông qua Hợp tác xã Quốc gia về xuất khẩu. Hồi tháng 7, chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Hiện xuất khẩu đã được nối lại nhưng phải có giấy phép của chính phủ nhằm giúp một số quốc gia đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực. Huyện Tỷ Quy được mệnh danh là quê hương của cam rốn Trung Quốc ở tỉnh Hồ Bắc đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp cam bằng nông nghiệp thông minh. Với sự hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Internet Trung Quốc, ngành vườn cây ăn quả đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số như một phần trong nỗ lực sản xuất trái cây chất lượng cao và tăng thu nhập của nông dân địa phương. Các trạm khí tượng được đặt ngay tại vườn trồng giúp cho nông dân thu thập dữ liệu như nhiệt độ gió, độ ẩm, lượng mưa và áp suất, hệ thống bẫy đèn giám sát sâu bệnh giúp bảo vệ trái cây khỏi côn trùng và dịch bệnh, và hệ thống tưới tự động cho phép nông dân kiểm soát lượng nước và phân bón. Các thiết bị này có thể được vận hành từ xa thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh, nâng cao đáng kể hiệu quả làm việc và giảm chi phí lao động. Trong phần sau của chương trình, nuôi heo rừng lai giảm chi phí, lợi nhuận tăng gấp 3 lần. Chuyện nhà tôm, làm thế nào để tăng tốc độ lột xác của tôm? Một tuần lại trôi qua và Ngọc Hân rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chuyên mục Nông nghiệp xanh của chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần. Thưa quý vị, nuôi heo rừng lai đang là mô hình chăn nuôi được nhiều hộ gia đình tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang áp dụng. Mô hình giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận nhờ tận dụng tốt các phụ phẩm nông nghiệp. Xin mời quý khán giả đến với ghi nhận mới nhất từ chương trình. Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang triển khai mô hình chăn nuôi heo rừng lai gắn kết chuỗi giá trị. Mỗi hộ được hỗ trợ một heo đực và ba heo cái, hỗ trợ 50% giá mua con giống. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đăng ký tham gia để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi heo sinh sản và tìm đầu ra ổn định để mở rộng quy mô chăn nuôi của gia đình. Từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu, hiện nay trong chuồng của gia đình chị Nguyễn Thúy Kiều ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, lúc nào cũng có trên 10 con heo rừng sinh sản và hơn 15 heo thịt. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm mà đàn heo của gia đình chị Kiều luôn tăng trưởng, phát triển tốt. Những thành công đó đã tạo động lực để chị Kiều tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Cũng theo chị Kiều, thức ăn chủ yếu chị sử dụng là phụ phẩm từ cây mít, gồm trái mít giạt, sơ đen, v.v., cám gạo, nên chi phí thấp. Heo rừng lại có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh. Tuy nhiên, để đàn heo phát triển tốt, heo phải được tiêm vaccine đầy đủ, chuồng trại cao ráo, thoáng gió. Trung bình mỗi lứa heo thịt, chị Kiều nuôi khoảng từ 6 đến 7 tháng, mỗi con nặng từ 25 đến 30 kg là xuất bán được, với giá 120.000 đồng mỗi ký. Còn heo giống được người dân đến tận hộ để mua với giá 3 triệu đồng một cặp. Mỗi con nặng bình quân khoảng 10 kg. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng. Thưa quý vị, hiệu quả từ mô hình chăn nuôi heo rừng lai, tận dụng phụ phẩm mang lại rất cao. Đây là một hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung. Mô hình này cũng cho thấy người nông dân trên địa bàn đã tìm cho mình một hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng tại địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Còn bây giờ, xin mời quý khán giả đến với các nội dung đáng chú ý khác trong chương trình. Thưa quý vị, tôm lột xác là quá trình diễn ra bắt buộc và thường xuyên trong suốt vòng đời của tôm. Quá trình này có ý nghĩa quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của chúng. Nó giúp tôm loại bỏ lớp vỏ cũ có chứa ký sinh trùng hay là vi khuẩn có hại và hình thành lớp vỏ mới tốt hơn.
Ngoài ra, quá trình tôm lột xác còn giúp loại bỏ các cá thể tôm yếu, còi cọc, chậm lớn vì những cá thể này sẽ chết đi do không chịu được áp lực khi lột xác, giúp đàn tôm còn lại phát triển đồng đều hơn cho chất lượng thịt tốt hơn. Vậy làm thế nào để tăng tốc độ lột xác của tôm? Xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm sau đây. Trời ơi, lâu quá mới thấy ghét trời. Sao rồi, cưới vợ xong rồi cuộc sống ổn không? Đừng nhắc chuyện vợ nữa được không? Sao vậy? Trời ơi, không hiểu sao mà lấy vợ xong là cái cuộc sống tôi nó thay đổi 360 độ. Thì đúng rồi, lấy vợ xong thay đổi bình thường mà. Trời ơi, thay đổi bình thường ai nói, cái này thay đổi bất bình thường. Nghĩ sao lấy vợ xong là bị cấm cản đủ thứ. Thu hoạch tôm xong, bán, gom đựng mớ tiền. Muốn đi du lịch, xin vợ vợ cho đi du lịch. Không được. Đúng mà, có gì đâu. Vì bây giờ mức sống vợ chồng là cần phải biết tiết kiệm. Bà làm vậy là đúng đó. Này bây giờ cái áo bận 8 năm rồi là muốn mua cái áo mới cũng không được. Ủa, cái đó bà sai á nha. Bởi rồi sao rồi, dạ thấy hối hận dữ à. Hả? Thấy hối hận? Ừ. Cũng không được. Ủa, chặn luôn cảm xúc luôn hả? Hả? Ôi bậy dữ vậy. Trời. Thôi thôi bây giờ bỏ chuyện vợ tôi qua một bên đi. Ừ. Bây giờ là người yêu mới, nghe nói là cũng ổn định hả? Ổn định, thay đổi lột xác 100% thành công luôn. Dữ vậy? Ừ. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, vé số. Vé số mà rớt tới người nào á là chiều nay là số trúng đó. Trời hay ta, chiều nay trúng luôn hả? Đúng rồi. Chắc chắn không? Chắc chắn trúng, chú mua đi chú. Trời ơi, nếu trúng thì giữ đi bán chi uổng. Dạ không. Tôi á ở trên phái xuống giao duyên thôi. Thôi để mua giúp cho. Dạ. Nè. Tặng một tờ. Chịu đúng là giấu ra là khỏi bị cấm cản nữa. Rồi vậy là được á. Ừ. Rồi lấy hai tờ ủng hộ cho vui nghe. Dạ. Đây ủng hộ cho vui nè. Cảm ơn chú. Rồi. Ê, mà nãy nói ví dụ là thay đổi thiệt luôn hả? Lột xác luôn hả? Chứ gì nữa, lột xác thành công 100%. Dạo này nhìn múp múp lắm, rồi tăng trưởng dữ lắm. Trời ơi. Ừ. Con lành à? Ủa. Nó trả tiền không má? Ừ thì hai chú trả tiền xong rồi. Nhưng mà tôi nghe tới cái chữ lột xác hả? Làm tôi buồn muốn thúi ruột luôn. Còn sao, sao lột xác không bố? Con cũng muốn lột xác hả? Ở đây, nếu mà muốn lột xác là liên hệ đây là đúng luôn nè. Tại vì bạn gái là bên thẩm mỹ viện. Cô qua bệnh đi rồi con giới thiệu cho giảm 50% luôn. Rồi cô định lột xác làm sao? Kéo giò phải không? Đúng rồi, kéo giò cho dài dài xíu bán số chỗ lẹ. Rồi có muốn bơm gì nữa không? Hai chú nói gì vậy? Tôi tưởng mấy chú nói lột xác là lột xác con tôm. Tại sao? Thì do là không hiểu làm sao á, là cái vuông tôm nhà tôi á, mà con tôm của tôi nó bị stress hay sao á, rồi á là nó không có chịu lột xác luôn, rồi á là nó ốm o gầy mòn, nó nhỏ bằng ngón tay út này à, làm tôi buồn đuối ruột vậy đó. À vậy là hiểu lầm, bên này nói lột xác là người yêu, còn bên này là lột xác con tôm, đúng không? Gặp hai tụi con là đúng bằng đây. Kinh nghiệm nuôi tôm của gia đình truyền lại mười mấy năm nay, cho nên là mọi thứ là nắm trong lòng tay chưa kể. Nhà vợ của con này là cái giữa tôm luôn, ao tôm đàng hoàng luôn. Ê, chị ngồi xuống, ngồi xuống. Qua đây, qua đây. Giờ sao hai chú chỉ tôi với? Cho bạn chủ tài. Bây giờ cô muốn là cái vấn đề là tôm lột xác đúng không? Ừ. Đầu tiên là cô phải đảm bảo là tôm không bị stress. Bằng cách nào? Bằng cách đó là mình phải thường xuyên kiểm tra cái môi trường nước, đảm bảo thức ăn cung cấp là đầy đủ chất lượng, dinh dưỡng, rồi phải xử lý đáy để phân hủy mùn bã, rồi hấp thu khí độc tạo cái môi trường thuận lợi cho tôm. Trong lúc cho ăn là cô phải thăm dò nó theo định kỳ nữa, để coi cái khả năng của nó bắt mồi có nhanh nhẹn hay không, rồi sức khỏe của nó như thế nào nữa. Thì tôi cũng đã làm hết cách rồi. Nhưng mà hình như quan trọng về phần thức ăn đúng không? Đúng rồi. Mình phải nắm được cái giai đoạn lột xác của tôm để có thể điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, rồi bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nè, thức ăn tự nhiên nè, hoặc là thức ăn công nghiệp dạng cám viên, rồi thức ăn tự chế. Rồi chúng ta cần phải cho tôm ăn ở cái hàm lượng protein đạm từ 32-45% là tốt. Trong cái thời gian mà tôm lột vỏ là cô phải bổ sung một phát pho nè, canxi nè, để cho tôm nó dễ tái tạo lại cái vỏ mới cho nó bóng hơn, chắc hơn nữa. Rồi sau khi mà kích thích tôm lột á, mình nên tăng thêm 10-15 lượng thức ăn kết hợp bổ sung khoáng, vi lượng canxi, phốt pho, vitamin C từ 1-3% lượng thức ăn để có thể đáp ứng đủ cho tôm. Chưa hết đâu nha, cô phải bổ sung thêm hóa học nồng độ thấp nữa. Rồi cô phải dùng chất để diệt cá tạp nè, rồi mấy cái tạp chất bám quanh hồ đó để cho tôm sức khỏe nó tốt hơn. Với lại là trong lúc mà cho tôm ăn á, cô phải lựa ngay lúc mà trời nó hơi tối tối, tắt nắng xíu. Nhưng mà không lựa ngay lúc trời mưa nha, trời mưa là tiêu à. Đúng rồi đó cô, cái nước mưa nó mang độc tố,
cái lượng phèn mà từ trên cái bờ đất á, nó chảy xuống ao có thể làm cho tôm bị sốc. Mà khi lột xác á, là cái sức đề kháng của tôm yếu, cho nên có thể khiến cho tôm dễ chết. Không ngờ hai chú lại còn am hiểu nhiều kỹ thuật như vậy. Tôi cảm ơn hai chú nhiều nha. Thôi có gì đâu, con nhà nghề mà. Mà quên nữa, tôi có mấy đứa cháu á, có gì á tôi kêu nó qua đây hai chú chỉ nó giùm tôi nha. Trời nữa hả? Dạ, cứ qua đây là con chỉ hết. Cảm ơn hai chú trước nha. Rồi, đi vẽ đi bán đi. Dạ hai chú. Qua tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hy vọng quý khán giả đã nắm bắt được những kiến thức cần thiết để hỗ trợ tăng tốc độ lột xác của tôm một cách hiệu quả và hợp lý. Hẹn gặp lại quý khán giả vào tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình Bạc Liêu. Còn bây giờ, Hoàng Vĩnh và Phương Nguyên xin kính chào tạm biệt.